Chó đi hỏi heo. Vậy là cùng con giáp với em á. Vậy là Linh là con giáp. Gà là chồng chị mà. Em đang nói chị mà. Chị cứ chừa đi. Con hỏi cái thằng ngoài nó bay đúng không? Con gà, con chó, con heo. Đúng rồi, làm chó. Có nhiêu đó hỏi ngoài, hỏi chi ta. Cứ nói cho trẻ tuổi là được rồi, cứ hỏi tuổi làm chi. Con đó hỏi dài hỏi. Ừ. Nó hỏi từ ngày nó mua làm, bây giờ nó chuẩn bị làm cái nơi, không biết nữa. Mà nó mới hỏi. Mấy bay khen chị trẻ thôi chứ bà nội vẫn cứ chơi chị già mà. Tại chị già hơn chồng chị, chứ không phải là chị già hơn tuổi của chị. Chị lớn hơn chồng chị vậy? Anh nhìn mặt chị ý là nhìn không, hai vợ chồng với nhau đứng gặp nhau em nhìn mặt không. Anh già chị trẻ nghĩ sao chị không phải là trẻ không em thấy anh trẻ hơn chị không em tại là chị cho con anh ăn thôi mọi người ơi đừng có chê người ta nữa tại người chị to sao vậy mình không nhìn mặt là em cũng thấy chị trẻ hơn em nhìn mặt anh già so với độ tuổi thì chị trẻ hơn tuổi. Ờ, thế mà cần quan trọng cái đó thôi. Nhưng mà nếu mà chị so với anh thì chị lại già hơn anh. Đúng rồi, cái đó thì đúng. Mọi người, để chị em thứ bảy em còn nhận lương nữa. Đừng có chê nữa. Thứ bảy em còn nhận lương mà. Thấy bố chồng chị không? Đi ngang qua không chị? Chị méo mà. Bố chồng chị thì nhỏ xíu à. Nó trẻ lắm. Ông năm mấy tuổi rồi đấy. Nhà chị còn con dữ dữ luôn á. Mẹ em 70 tốt đó mà biết. Ai 74 chị? Bà nội á. Mà không mẹ ai tin mẹ em 70 luôn. Ủa, đây là chồng chị mà mẹ đẻ. Mẹ em 74 luôn. Mẹ em 70 mà kiểu còn trẻ còn kiểu dựng dỗ ba em đó mà. Còn trẻ con luôn á. Tính luôn cái tính luôn cái mặt luôn á. Chị, mẹ đùa em nè. 74 đó. Ở ngoài bánh lùng. Ở ngoài bánh lùng em đó. Nhiều người đó. Nhưng mà cái tướng đi chăm mẹ chị vậy đó. Mấy người đây là mẹ chồng chị đúng không? Mẹ đẻ của chị. Mẹ đẻ của chị. Mẹ đẻ hả? Còn mẹ chồng là cái gì mà tóc rút rút phát ra là tướng mẹ đẻ em đi chăm mẹ đẻ chị đó. Nhưng mà lùng không em? Lùng nhất nhà. Mẹ chồng chị á với chồng chị á hai người đây chồng nhau á chị đang buồn nha. Mày đi luôn cũng được. Chồng rồi đang buồn. Chị không kêu mày đi luôn cũng được. Em nghĩ đúng, em nghĩ chủ nhật em nghĩ nè, thứ hai đi làm lại. Nghĩ dữ em. Sao nghĩ nhiều dữ hả? Nghĩ nửa tháng với chồng của. Gớm lấy chồng. Lấy chồng á. Tại sao mà chị lấy chồng đi trước chị nói cho em biết không, lấy chồng là người ta đã bỏ xong đúng không, là nhất định là mấy một tháng sau người ta mới đám cưới được hả? Chứ sao, cái đó là do nhà em thôi. Ừ, do nhà em thôi. Một là em xem ngày, hai là tiện ngày, ví dụ là bà con cô bác anh chị bác có không bận nghiệp chặt hay không. Thường thường á, nếu như mà em tùy thôi nha, nếu như em muốn cưới trước xong rồi đẻ thì nó khác. Em muốn đẻ xong trường hợp đấy đúng không? Tùy vào khoảng cách xa gần
có những người họ yêu cầu là đám hỏi, đính hôn, đám cưới. Được chưa? Đám hỏi, đính hôn, đám cưới. Đám cưới thì sẽ có đám cưới nhà gái, đám cưới nhà trai. Là tận mấy cái đám thôi đấy, là tha hồ mặc đồ luôn á. Nhà chị như thế này này. Là cái hôm chủ nhật này đúng không? Là đó, thứ bảy, tối thứ bảy là ăn nhóm họ nhà gái. Đó, chủ nhật á là đám nhà gái. Còn mà tới chủ nhật tuần sau á nha, là tối thứ bảy bên nhà trai là ăn nhóm họ. Sáng á là nhà chị làm chung, giống như chị Hồng nói là gục hỏi với đám chung á, là sáng nhà trai bưng lễ này kia đi qua nhà gái hỏi xong là rước nhà gái về bên kia luôn. Có rước dâu không chị? Có em. Có rước dâu ạ. À? Rước về bển rồi làm đám cưới buổi trưa. Đó giờ là làm chung á, đúng rồi chị Hồng cho là làm chung bên đó. Kia người ta kêu là em cứ quyết. Tùy thôi, là tùy ba mẹ em, tùy gia đình em, tùy nhiều tiền thôi. Tùy phong tục như nhà chị nè, đáng nhẽ là có đám hỏi nữa. Nhưng mà em nghe người ta nhiều khi có cái đám người ta gộp chung lại luôn. Đây, chính xác là phải nói ngay từ đầu là đầu tiên là sẽ gọi điện thoại nói chuyện với nhau.